chào mọi người. Hoa Bơ đón chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và sẽ liên tục được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Ngày hôm nay chúng tôi đã sẵn sàng tinh thần để giới thiệu với quý vị những nghệ sĩ rất điển trai và đặc biệt là những tình cảm của các fan hâm mộ dành cho nghệ sĩ đó. Và bây giờ xin mời mọi người đón chào một anh chàng của showbiz Việt, đó chính là Jay Quân. Jay đây đây. Chào bác. Chào anh ạ. Trời ơi, nhan sắc không đổi theo thời gian. Chừng nào anh mới đuổi kịp em đây Jay ơi? Chắc không kịp được đâu anh ơi. Chắc không kịp được đâu anh ơi. Em trả lời vậy cũng đúng. Nó hơi tổn thương tí nhưng mà anh thích sự thẳng thắn của Jay. Đàn ông là phải không vòng vo. Dạo này điển trai nè, phong độ vẫn còn ổn định. Dạ. Bí quyết nào, ăn uống ra như thế nào để mình có giữ được cái nét điển trai vậy? À, bí quyết là có con đây. Ủa dạ? Thì dạo này chăm con cực lắm phải không? Dạ. Trời ơi, một đứa đã cực rồi, giờ tới hai đứa. Đúng không? Có một đứa thôi. Một đứa, quên nhầm. Anh này quay bên anh có ba đứa nữa. Có cái gì vậy? Đang quay hình mà. Tôi vô quần chúng rồi đây. Thiểm kìa, đi vô đây. Chỗ người ta đang quay hình mà tôi đi đâu vậy? Ủa, quen quen ta. Thu lại. Trời ơi. Quen á. Trời ơi. Em đưa đi để trợ lý. Em biết là hôm nay chồng em lên đây sẽ được ăn ngon nên là em phải đi theo. Ủa vậy thôi hả? Trời ơi, trợ lý mà còn đẹp hơn 59 luôn. Trời ơi, trợ lý còn đẹp hơn MC luôn. Không, em lén lén lên trên make up anh. Trời ơi, mặc đồ lén mang đồ đi đâu có cho chồng biết đâu. Hóa ra là như vậy. Lúc đầu hai chồng thương lượng với nhau là chồng đi, vợ theo hỗ trợ. Ai ngờ vợ cũng âm thầm lấy lòng make up để làm cho lộng lẫy lên để xuất hiện ở đây. Thôi được rồi, tại vì em đẹp nên em có quyền. Anh chấp nhận. Ngày hôm nay sẽ là một số đặc biệt. Không nhận cũng là một nghệ sĩ mà tới hai nghệ sĩ tham gia. Giới thiệu với quý vị cặp đôi cực kỳ hoàn hảo, đó chính là Jay Quân và Chúng Huyền Thanh. Cảm ơn các bạn đã dành tình cảm đặc biệt dành cho Khẩu Vị Ngôi Sao. Nhưng mà đến đây là chúng ta sẽ chia sẻ khá nhiều về dinh dưỡng, làm sao để mình cân bằng được những bữa ăn bình thường hàng ngày đó. Hai chồng trước khi có con nó sẽ khác đúng không nè, và sau khi có con tất cả mọi thứ đều dường như là hỗn loạn lên hết. Làm sao để mình cân bằng? Cái này thì chồng em rành lắm. Vậy là chồng em là người thường xuyên nội trợ và nấu ăn trong gia đình? Dạ không ạ. Là em. Chứ sao em đánh? Em chỉ đạo diễn xuất thôi. Em chỉ tay năm ngón đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay ăn gì là tốt cho sức khỏe, là ăn gì tốt cho con, ăn gì tốt cho body của mình. Thì em sẽ hướng dẫn và gợi ý cho vợ những cái món ăn để vợ chuẩn bị. Vậy là đạo diễn là Jay Quân. Dạ. Người thực hiện sẽ là Huyền Thanh. Hoặc là mẹ em. Vậy hả? Như vậy là hai bạn ở trong nhà thì ai sẽ là người nấu ăn nhiều hơn? Chắc là em nấu nhiều hơn chồng em. Nói chung là em hứng là em nấu. Một năm hứng có một hai lần thôi. Nhiều. Nhưng mà chưa có ai chê hết trơn á. Ăn cũng đậm hết trơn. 365 ngày là 360 ngày là nấu hết rồi đó. Mà cũng bị chê lên chê xuống đúng không? Chồng khó. Anh nè, không bao giờ dám chê món nào, ăn món nào mà vợ nấu hết trơn. Chê cái là bị mai cho nhịn ăn liền. Trời, nhìn anh vẫn phát tướng vậy. Phát tướng vậy. Ngày hôm nay mình chia sẻ nhiều kinh nghiệm để mình rút tỉa kinh nghiệm. Bên cạnh đó là đón nhận tình cảm của các fan hâm mộ. Chắc là fan cũng bất ngờ khi có sự xuất hiện của chú Huyền Thanh lắm. Nào, bây giờ chúng ta di chuyển đến khu vực tủ lạnh để khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao. Xin mời. Trước khi chúng ta khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao, trong chiếc tủ lạnh này đang ẩn chứa điều gì? Hãy gặp gỡ hai bạn fan hâm mộ đã đăng ký đến đây để gặp gỡ cặp đôi của chúng ta. Đó chính là hai bạn cũng rất là điển trai và đặc biệt hơn hết, trong đó có một người nước ngoài. Xin mời cả hai đón chào bạn Kim Jong Jun và bạn Gia Huân. Xin mời. Tay bắt mặt mình nè. Chào bạn nè. Hello. Xin chào. Ô bạn nói tiếng Việt kìa. Đó, bạn này biết nói tiếng Việt luôn nha. Giới thiệu với cả hai, đây là bạn Gia Huân, người Việt Nam chính gốc, chính hãng, chính chủ. Việt Nam. Gia Huân, bạn năm nay bao nhiêu tuổi nè? Làm việc và sinh sống rồi công tác như thế nào rồi? Thì Gia Huân năm nay 28 tuổi, hiện tại Huân là làm bên marketing. Còn đây là bạn Kim Jong Jun, là người Hàn Quốc. Để bạn không, đã... người Lai Hàn. Bố anh là người Việt mà. Bố là người Việt. Vâng. Mẹ là người Hàn Quốc. Để. Đó. Nhưng mà cái giọng nói của bạn á là nó giống như là người Hàn Quốc nói tiếng Việt vậy đó. Người Hàn Quốc nói tiếng Việt vậy đó. Vâng. Nhưng mà bạn sinh sống và làm việc ở Việt Nam lâu rồi đúng không? Hiện tại chung về Việt Nam sinh sống được 5 năm rồi. 5 năm rồi? Dạ vậy. Quốc tịch nào? Cả hai. Em cũng quốc tịch một chút xíu Hàn Quốc ạ. Không, cái Hàn Quốc là cũng thích ăn cay lắm. 99% người Hàn Quốc ăn cay được. 99% luôn. Vâng, còn 1% là chuồn. Ủa vậy hả? Đi. Ủa vậy? Cả nhà đều ăn cay được nhưng một mình em thì không. Dạ vâng. Cặp đôi mình ăn cay được. Ôi em ăn cay được anh ơi. Ủa vậy? Còn em? Em ăn siêu cay luôn. Ngộ ta, đó là những cái khẩu vị và hương vị yêu thích của hai vợ chồng. Mình sẽ khám phá thêm nữa. Dạ vâng. Bên trong cái điều tủ lạnh này nha. Mở tủ lạnh ra. Tủ lạnh đây.
tủ lạnh nhà tớ đây. Thơm quá, rất nhiều đồ ăn, thức uống. Jay Quân và Trúng Huyền Thanh sẽ quan sát thật kỹ, và đặc biệt bên cạnh đó là sự quan sát của cả hai bạn Kim Jong Jun và Gia Huân nha. Để ý và nhớ hết tất cả những hình ảnh này. Còn hai vợ chồng ơi, hãy trả lời cho tôi biết được rằng là trong những món ăn này là cả hai bạn cùng sở thích hay không? Hay là có món mà người thích mà có món người kia không thích? Thực ra thì tụi em ăn tạp lắm. Ồ thế à, thế tốt. Ăn cũng thế. Như vậy là tất cả các món ăn bạn... Dạ, ăn được hết ạ. Ăn được hết luôn. Vậy là không có món nào các bạn cảm thấy không thích và không hợp khẩu vị hả? Dạ có, thích ít hay thích nhiều thôi ạ. Dạ. Ăn mà không chừa món nào ấy. Dễ ăn ha. Đó là những chia sẻ đầu tiên nha. Các bạn lưu ý kỹ những chia sẻ vừa rồi của hai vợ chồng. Nào, chúng ta đóng tủ lạnh lại. Đó là những cơ sở mà cho bạn Kim Jong Jun và bạn Gia Huân hiểu rõ về khẩu vị của hai vợ chồng. Nhưng mà bạn đã chia sẻ là ăn thì ăn nhiều nè, món nào ăn cũng được hết. Rồi ăn được vị cay luôn mà siêu cay nữa chứ. Rồi vị gì nữa? Chua, ngọt, đắng, bùi bùi. Ăn được hết luôn. Hết luôn. Dễ quá vậy ta, wow. Nhưng mà dường như là cái việc dễ ăn như vậy lại tạo khó khăn cho các bạn nha. Chưa biết được, chưa đoán được là họ sẽ thích nhất là những cái vị gì. Ngay sau đây thì Kim Jong Jun và Gia Huân hãy sẵn sàng vào gian bếp của mình để khám phá kỹ hơn nữa. Nào, đi nào. Đây là gian bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao rất quen thuộc. Tại nơi đây đã đầy đủ những dụng cụ nhưng mà vẫn đang thiếu nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ. Nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta tìm ra nguyên liệu chính. Hai bạn Kim Jong Jun và Gia Huân cố gắng trong thời gian 60 giây chạy lập tức về khu vực đang trưng bày rất nhiều món ăn và tiên đoán xem với cái độ dễ ăn, dễ nuôi của hai vợ chồng luôn thì họ sẽ thích những món ăn như thế nào. Ai đem được nhiều món ăn hơn mà hợp khẩu vị với hai vợ chồng thì người đó sẽ có quyền lựa chọn một trong hai nguyên liệu chính nha. Cố gắng lên. Rồi xin mời hai chồng chúng ta đếm ngược từ 3 đến 1 nè. 3 2 1. Bắt đầu. Hai vợ chồng ơi, bây giờ mình muốn kiểm tra phần bếp của bạn nào, bạn Gia Huân hay là bạn Kim Jong Jun? Bạn Jun trước. Bạn. À, em chưa ăn gì, bụng em đói quá. Bạn Kim Jong Jun đã đem về 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 món luôn trong vòng 60 giây. Dạ, nhanh lắm nha. Trong 7 món ăn này thì hai vợ chồng cùng thích mấy món? Vợ chồng em thì chỉ có là hạn chế ăn tinh bột, nên dần dần là cũng không thích tinh bột luôn. Nên những cái món mà có nhiều tinh bột là tụi em sẽ không thích. Thì ở đây món đầu tiên mà nhiều tinh bột, tuy là ăn rất là ngon đấy, nhưng mà sẽ không dám ăn. À rồi, chính là mình loại ra bánh bèo. Còn lại là nè, há cảo có tinh bột này, cũng nhiều tinh bột lắm. Mà chồng thích ăn mà. Đâu thích đâu. Ồ, bình thường hay không phải có ăn thôi, không thích. Cũng còn lại bèo là thích hết á. Rồi đúng. Còn Trúng Huyền Thanh thì sao? Em cũng thích hết luôn. Thích hết luôn, là những món 5 món này em thích. Chúc mừng Kim Jong Jun. Dạ. Yeah. 5 món nha. Ở bên sang bên kia. Dạ. Bên phần bếp của bạn Gia Huân. Gia Huân đã cố gắng tận dụng 60 giây. Bạn đem về 6 món, chà cũng nhiều đây. Quan trọng là có vượt qua được con số 5 bên kia của bạn Kim không nha. Anh có phải anh biết chồng em thích ăn siêu cay nên anh lấy ớt cho chồng em ăn đó. Còn 5 giây cuối cùng quý quá luôn. 5 giây cuối cùng, lấy một trái ớt nhỏ nhoi. Mà trái này thì không thể nào mà gọi là một món ăn được. Nên trái ớt này chúng tôi sẽ không tính. Em thì có một cái lời khen cho bạn này là chắc là bạn có tìm hiểu kỹ ấy, bởi vì cái món này là cái món gọi là vợ món em ruột. Sống chết vì nó luôn. Sống chết với nó luôn. Trong 6 món ăn này, hãy xác nhận đi hai chồng cùng thích mấy món. Thực ra thì có món này là em chưa ăn bao giờ. Ồ ngon, cực kỳ, bánh hẹ mà mập lắm. Nói chung là cái này cũng không. Nhưng mà ăn là cái này chiên dầu mỡ nha. Chiên dầu mỡ. Khuyến cáo với những mẹ sao sinh cả tầm tháng là đừng nên ăn tại vì dầu mỡ hơi nhiều. Thực ra ở nhà mà em mà chiên cái gì nhiều dầu quá là chồng em sẽ gào cái mồm lên, gào cái mồm lên, gào cái mồm lên. Gào hả? Đâu em đã, em đã cảnh gào coi. Đã sao nè. Trời ơi, người ta nói bao nhiêu lần rồi đừng có mà chiên dầu mỡ. Đó. Thôi em đi về. Chồng đây. Em còn mua nguyên một cái nồi chiên không dầu để mà về chị. Không, cũng là do Quân quan tâm đến sức khỏe của mọi người và đặc biệt là em thôi. Đó anh biết không, từ 63kg mà còn 54kg. Còn 36kg luôn vậy. Vì ai? Đấy là vì ai? Hay quá Quân ơi, giờ biết đẹp trai còn khó tính nữa.
Như vậy thì liệu rằng món này có khiến cho các bạn phân vân và hoang mang hay không? Có tính nó là làm một món mình cảm thấy hợp khẩu vị hay không? Thực ra thì năm cái món trên bàn này rồi, còn lại là thích hết á. Kim bên kia vỗ tay là bằng 5 món. Bằng với 5 món bên kia của Kim Dong Jun sẽ dẫn đến hiệp phụ. Trong vòng 5 giây, hai bạn cũng tiếp tục chạy về khu vực trưng bày, lấy về đây một món duy nhất mà các bạn linh cảm rằng là các vợ chồng Jay Quân và Huyền Thanh sẽ cảm thấy cùng yêu thích. Và đương nhiên hai vợ chồng chỉ được phép chọn một trong hai món. 3, 2, 1, bắt đầu. Đi đi, 5 giây thôi, 5 giây, nhanh. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Giang Huân đã đem về món bánh su kem. Nào hai vợ chồng, su kem được làm từ bột. Và bột kem bánh làm từ đường. Kem làm từ sữa tươi, đường này nọ. Có khi người ta khuyến mãi thêm mật ong chống nữa. Món này bị loại nha. Em thấy bên kia tinh tế hơn. Qua bên đây nè, qua bên đây. Ai biết được lỡ bên đây hai chồng không thích làm sao. Mình chơi đá mình tiền lượt hai. Ở nhà em là ba cái món này là nhà em ăn thường xuyên. Như vậy là rau củ là một món hợp khẩu vị với hai chồng. Chúc mừng bạn thắng rồi. Nhưng mà thắng mới vòng đầu tiên à. Nha, đừng chủ quan. Đây là hai nguyên liệu chính. Một bên là thịt bò, một bên là thịt heo xông khói. Trong hai nguyên liệu này, người đã giành được quyền ưu tiên là Kim Jong Jun. Hãy lựa đi, chọn đi em ơi. Em chọn xông khói đi. Em chọn xông khói hả? Vâng. Tại sao vậy? Tại vì xông khói là cái gì? Là cái gì? Là cái gì em không biết thì em phải thử. Trời kia vậy. Em là người đầu tiên trong chương trình này luôn á. Là lấy luôn cái món mà mình chưa biết nó là gì là thịt heo xông khói về chế biến. Cảm ơn em. Đây, hai bạn trao giúp Hoàng cho bạn Gia Huân với phần thịt bò. May quá, cười hì hì rồi kìa. Nhưng mà đó là nguyên liệu chính thôi, chưa biết là công thức chế biến ra sao. Tất cả phụ thuộc vào sự tiết lộ những nguyên liệu phụ. Và bây giờ xin mời Jay Quân và Trung Huyền Thanh cùng với hai bạn chơi sẽ bước vào vòng tiếp theo được mang tên Tiếp Sức Thực Phẩm. Sau đây, phần thi được mang tên Tiếp Sức Thực Phẩm đang sẵn sàng quay trở lại cùng với khẩu vị ngôi sao. Trong khoảng thời gian 60 giây đầu tiên, Kim Jong Jun sẽ phải cố gắng gợi ý bằng lời nói và hành động hình thể của mình để cho bạn Jay Quân hiểu được là mình đang muốn nói về món ăn nào. 30 giây tiếp theo là thời gian để Jay Quân nhớ lại toàn bộ những món ăn hợp lệ và đem những món đó về cho bạn Kim Jong Jun. Nhớ nha. Dạ. Nào, chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Cái còn mà cắt ra mà không là bị đắp mà cho đẹp á. Dưa leo. Đó, màu đỏ. Cà chua. Đi. Cái con mà ở dưới nước á mà nó làm như này nè. Lằn quằn. Tôm. Một từ đó sau nữa. Bỏ qua cái đó đi. Tôm tích. À, một cái củ mà ở bên dưới nó là củ dưới đất, còn bên trên là một bông hoa. Bông hoa. Rồi, bỏ qua luôn. Anh thích ăn cái gì? Anh thích ăn cái gì của Hàn Quốc và anh em á? Kim chi, ớt xanh. Đằng trước có một chữ, rồi đằng sau có một chữ nữa. Ớt chuông. Màu gì? Màu gì? Rồi, bỏ qua luôn. Ráng em. Rồi, ăn lẩu á, ngoài miền Bắc nhà mình nhá, lạnh nhá, là ăn lẩu đúng không? Thì hay bỏ cái gì? Ngoài rau, củ quả rồi còn bỏ cái gì nữa? Bò mì. 4, 5, 4, 3, 2, 1. Hết 30 giây. Nào, 30 giây tiếp theo. Lấy được gì lấy đi em. Lấy thoải mái phải không anh? Không, ông lấy những cái gì mà hợp lệ hồi nãy giờ á. Chứ lấy thoải mái thì lấy cái hợp lệ. Lấy cái gì ta? Nhớ mỗi cái này thôi. Cháu có một món vậy. Cháu có một món vậy. Đúng rồi, đoán được có một món nữa. Kiểm tra đề bài. Đầu tiên, cà chua hay quá. Dùng để đắp mặt. Tiếp theo, trời, tức không tôm mà tôm thẻ mới đau chứ. Cái này dễ thương nè. Cái củ nó mọc dưới đất xong ở trên nó có bông. Mình hơi khó chỗ này. Tiếp theo là tường ớt. Đáng được chữ ớt rồi, thiếu mỗi chữ tường thôi. Tiếp tục, chà cái này khó nè. Ăn lẩu mà bỏ gì, không biết bỏ gì luôn á. Như vậy, bạn Kim Jong Jun đang thiếu rất nhiều món nguyên liệu phụ. Nếu như thiếu những món này là không có nấu ăn được. Là hai chồng thấy chột dạ rồi đó. Nếu bây giờ các bạn có muốn đầy đủ những nguyên liệu phụ không? Đương nhiên muốn chứ anh. Đương nhiên. Nên theo định luật bảo toàn tính mạng, các bạn phải chấp nhận hình phạt thì mới có thể đem về nguyên liệu phụ còn thiếu cho bạn Kim Jong Jun. Sẵn sàng chứ? Tụi em nhận hình phạt à? Cả hai. Chồng em đoán đâu có đoán được đâu thì chồng tại em chịu hình phạt. Chắc chắn là với Huân em cũng bị phạt thôi. Anh yên tâm đi. Vào vị trí có anh nói đúng hay không? Xin mời. Và bây giờ sẽ là phần thi đấu của người phụ nữ duy nhất ngày hôm nay.
đó là chúng Huyền Thanh. Cố gắng nha, kinh nghiệm đầy mình rồi. Gia Huân, cố lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Mình ăn lẩu mình phải có cái gì? Trời ơi, nhiều lắm. Ăn lẩu mình phải bỏ cái gì vô lấy ra? Bò, rau. Không, màu trắng, dài dài dài, màu trắng dài dài dài. Bún. Ừ, một chữ nữa. Cái gì, héo thì gì? Héo thì có gì? Miếng bún. Bún, bún, một chữ nữa. Bún bún. Không. Thôi, một quả đi em. Ok, bỏ qua, bỏ qua. Chỉ vô. Cái này là gì? Cái này là cái giò. Giò heo. Ờ, đúng rồi. Bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua. Ăn lẩu là phải có. Ngoài thịt, thịt bún là phải có gì nữa? Màu xanh, màu xanh. Màu xanh lá cây. Một chữ nữa. Rau súng. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái gì? Cây, 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 cây. Mình ăn xoài mình chấm cái gì? Ăn xoài mình chấm cái gì? Mình ăn xoài mình chấm cái gì? Cây. 3, 2, 1. Chấm cái gì? Hết 60 giây. Nào, 30 giây tiếp theo. Huyền Thanh chạy đi lấy những phần nguyên liệu phụ mà mình vừa mới được nghe gợi ý. Nói cái gì em quên rồi. Phải nhớ, quan trọng là phải nhớ nha. Phải nhớ, cố gắng nhớ nào. Hồi nãy là Gia Huân đã gợi ý món nào nào. Nhớ nào, em nhớ nào. Em đoán được cái gì nữa không ta? Bún hả? Chỉ có 30 giây thôi. Có phải không? Lấy lại đi em ơi, cái nào không bao lấy hổ ra. Lấy hổ luôn rồi. Không được chơi ăn gian nha. Ơi, lấy nữa hả? Lấy đi em, thời gian vẫn còn, thời gian vẫn còn. Cố lên nào. 5, 4, 3, 2, 1. Thầy rau hả? Cái gì vậy trời? Trời ơi. Sao lúc nãy lấy ít vậy? Nè, chúng ta kiểm tra lại cái phần thi đấu của người phụ nữ khá là thông minh và khôn ngoặt ngày hôm nay. Có bao nhiêu cô ấy hốt hết lên. Đầu tiên là bún tươi, có bún tươi chi nào? Bún theo rồi. Cái công nghệ VAR thiếu chữ tôi tươi. Thì bán đúng được chữ bún thôi, không có chữ tươi nên không hợp lệ. Tiếp theo, cái này dễ. Cái này là cái gì? Út út, giò heo. Tiếp theo, chả Huế hơi khó, bạn đã cho qua. Tiếp tục, rau sống. Có. Ôi, có. Hay quá, mắm ruốc. Trời. Ừ. Ăn xoài xanh chấm ruốc là đúng bài luôn, không nhớ. Cái này dư hả? Lấy về làm kiển thôi chứ không hợp lệ nha Thanh nha. Như vậy vẫn còn những món nguyên liệu phụ bị thiếu. Thấy chưa? Anh nói như thần. Chứ có mà nghệ sĩ nào lên đây để có thể vượt qua thử thách và lập kỷ lục là toàn bộ 100% đúng hết. Nên chúng tôi hoàn toàn thông cảm. Hãy sẵn sàng bước vào hình phạt với chinh phục khẩu vị ngôi sao. Đây là luật của chương trình và hình phạt dành cho hai bạn. Trên tay các bạn là những sticker ha. Cố gắng làm sao dán thật nhiều lên gương mặt của đối thủ. Bên cạnh đó là nếu như đối thủ đã dán lên mặt mình rồi, mình cũng phải cố gắng dùng làn hơi của mình để thổi bay ra. Ai còn sticker trên mặt, người đó sẽ bị hình phạt cuối cùng. Chuẩn bị 2, 3. Nhớ bạn. Nhớ bạn. Từ từ. Ừ, đó. Dính quá trời dính kìa. Dính quá trời dính rồi, đúng rồi. Không được lấy tay phụ. Không được, không được lấy tay à. Mới nói là dùng cơ mặt, với lại dùng cái hơi của mình cơ mà. Trời, hai dòng thận hoài dễ sợ. Hai dòng cưng hết sức luôn á. Giống như hai dòng thon mới cưới hay sao á. Trời, con hai dòng đùa giỡn rồi, chắc hạnh phúc trăm năm mà. Lẽ lên cưng. Dán gì dán salon bát vậy hả? Làm gì dán gì dán trên đầu vậy? Trời, dán quá trời dán rồi. Đây quân còn rất nhiều băng keo. Hay quá quân ơi, dán tiếp đi quân ơi. Và chú Huyền Thanh đã sử dụng hết tất cả những lượt keo dán của mình rồi. Trời ơi, cái mặt cưng hết sức, hai chồng yêu thương nựng nịu nhau kìa. Nhìn như đôi trẻ, như đôi uyên ương vậy đó. Đó, chán rồi nè. Huyền Thanh đã cố gắng chấp nhận số phận rồi. Nhưng quan trọng là ai còn sticker trên mặt thì người đó bị thua. Chứ không phải là dán nhiều hơn thì bị thua. Nào, cố gắng bây giờ, giãy giụa đi, giãy giụa đi. Quân lâu, quân đi, quân. Quân còn nhiều quân ơi. Quân còn nhiều lắm quân ơi. Đáng đi, ai là người còn sticker duy nhất còn lại, người đó sẽ bị hình phạt. Em, tóc em đâu, tóc em đâu, em quất tóc, ừ. Rồi, rồi xong, như vậy, Dây Quân là người chiến thắng ở hình phạt này. Em vẫn còn sticker trên người, nên em phải chịu hình phạt. Hình phạt cực kỳ nặng nề. Một là hít đất, hai là hung chồng ba cái. Hung chồng ba cái đi anh ơi, trời cái ơi. Cuối sướng quá trời luôn, là làm vợ em lời á. Lời cũng chết luôn, làm cái thứ hai đấy là uống hết một chai mắm tôm. Xong hung em chịu không? Yeah, ok. Nhàn lên. Cái không hết được. Cưng hết sức, vỗ tay. Chúc mừng các bạn đã vượt qua thử thách. Như vậy là hình phạt đã được hoàn thành. Toàn bộ những nguyên liệu phụ đã thuộc về hai bạn Kim Jong Jun và Gia Huân. Bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng để nhường lại không gian nấu nướng dành cho hai bạn trai. Và xin mời hai vợ chồng ra ngoài để thể hiện tình yêu thương của mình tiếp. Nãy giờ ha, đánh tôi làm sao ha, không nhường tôi làm sao ha, sợ bắt quỳ gối em.
Và đây chính là hai siêu phẩm của hai đầu bếp rất trẻ tuổi của chúng tôi. Một đầu bếp đến từ Việt Nam, đó chính là bạn Gia Huân. Và một đầu bếp đến từ Hàn Quốc, đó chính là bạn Kim Jong Jun. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ sẽ mời cả hai di chuyển về ghế để chúng ta chia sẻ nhiều hơn. Không biết là hai vợ chồng có nhận xét chung gì về ngoại hình của cả hai món ăn không? Em thấy về cách trang trí thì rất là đẹp mắt. Phải nói là hai bạn trông vậy thôi nhưng mà làm món ăn lại phải nói là rất là chuyên nghiệp luôn ấy. Đúng vậy, đúng vậy. Từ trình bày cho tới cái mùi hương cũng rất là hấp dẫn. Và hai món ăn này thì hai vợ chồng sẽ thống nhất là thử món nào trước? Bởi vì đây là tình cảm của Jun nên là em sẽ hy sinh ăn hết chỗ này. Hay quá. Đâu có cần chồng hy sinh đâu. Dễ thương quá. Nào, sẵn sàng nào, xin mời hai vợ chồng nâng đũa. Quan đúc trọng cho vợ hai bạn cơ. Không, đúc cho vợ là quá bình thường. Không thường. Bên trong là nấm hải sản cùng với tôm thẻ. Ở bên ngoài là thịt heo xông khói cuộn tròn và rất là đẹp, rất là đều. Phần ở bên ngoài là bạn chiên lên hay là bạn xào hay bạn hấp hay bạn làm cách nào? Dạ, lúc đầu á thì mình sẽ phải luộc cái phần tôm đã. Cho cái phần tôm không được luộc quá chín. Bởi vì khi luộc quá chín thì mình chiên á, nó bị vỡ ra cái phần đó. Nên là mình chỉ luộc vừa chín tới. Món này á rất là phù hợp để cho những cái bữa tiệc party, bởi vì cái sự nói chung là hòa quyện của hải sản cùng với thịt và nước sốt á, nó rất là đẩy cái hương vị lên á. Thịt xông khói á thì nó đã có cái mùi đặc trưng rồi. Đúng rồi. Thì khi mà mình chiên lên á thì nó cái mùi đó nó dậy mùi. Nó dậy mùi hơn. Và tôm á, cái tôm á thì khi mà em ăn thì nó rất là mềm. Trời ơi, nghe tả thôi. Muốn ăn hết cái đĩa này. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng đã thưởng thức món ăn và chúc mừng bạn Kim Jong Jun nhé. Và bây giờ chúng ta hãy bước vào món tiếp theo, đó chính là bún bò Huế. Một món ăn rất quen thuộc của Việt Nam và chắc chắn là hai vợ chồng ăn món ăn này rất nhiều lần rồi. Nên sự khó tính sẽ nhiều hơn. Đó. Ăn ớt nè, ăn đi ớt này, gắp ớt cho vợ ăn nè. Chồng ăn đi. Hai chồng thương ghê luôn trời. Trời ơi, thương vợ ghê á. Phần bún bò Huế thì cái nước lèo trước cũng rất là quan trọng. Ăn nước lèo. Đẩy sành ăn ghê không? Đó, em học hỏi dây đi. Vậy anh thấy dậy khó tính là đúng đó. Không anh ơi, em dễ tính lắm, em ăn cái gì cũng được. Vô là bào liền phải không Cưng? Em là bào liền. Cái nước lèo như thế nào ạ? Tại sao với một cái thời gian rất là ngắn như vậy mà có một cái nước lèo rất là đậm đà. Quá đậm đà luôn. Đây cũng là một bí quyết để khi mà mình nấu cái món bún bò Huế, mình phải canh cái lượng nước của mình bỏ vào á, nó phải phù hợp với cái thời gian. Huyền Thanh, em đã ăn được những phần nào và cảm nhận ra sao? Khi mà em cắn cái miếng thịt bò thì em thấy rất là mềm. Vậy là vừa đủ. Và cái nước lèo á thì em thấy nó thơm cái mùi mắm ruốc. Còn Dây Quân, bạn ấn tượng với phần nào, với thành phần nào? Về giường giò heo hay phần thịt bò? Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi để em ăn cái tô này. Nó mới Quân đánh giá rất là cao món này. Tôi sẽ cho hai bạn khoảng một phút để có thể thương lượng cùng với nhau và sau đó quyết định xem món ăn nào là món ăn chiến thắng ngày hôm nay cùng với Không Bị Ngôi Sao. Bây giờ 13 mình cùng chỉ vào cái món mình thích và trong cái thời điểm đó là để phân định ha. Ok, chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Cái gì vậy? Rồi Quân chỉ đâu vô siêu thị vậy Quân? Em chỉ bên này tại em kiểu như em cắn dứt đấy. Còn Thanh thì là chỉ bên món của Kim Jong Jun. Như vậy điểm cộng sẽ phụ thuộc vào Hoàng Rapper. Theo Hoàng Rapper thì món ăn ngày hôm nay có được cái điểm cộng đó chính là món ăn của bạn Kim Jong Jun. Cảm ơn bạn rất nhiều với món ăn mới lạ và độc đáo này. Cũng phải chúc mừng món bún bò Huế của bạn Gia Huân. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Nào, lại đây chia sẻ niềm vui với hai vợ chồng nào. Trên tay Hoàng Rapper chính là phần thưởng trị giá 5 triệu đồng trao tặng cho bạn Kim Jong Jun. Xin mời hai vợ chồng nhé. Nhờ yếu tố là sáng tạo mới lạ. Chúc mừng anh. Nên bạn có được thêm một điểm cộng nữa với món ăn của mình. Đó chính là thịt xông khói cuốn hải sản. Rất là tuyệt vời và rất là lạ mắt nữa. Bên cạnh đó là một phần quà đến từ chương trình nữa. Đây. Còn với giải nhì ngày hôm nay cũng được một phần quà đến từ ban tổ chức chúng tôi. Nào, Giai Quân trao tặng cho bạn Gia Quân nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn chương trình rất là nhiều vì đã mang hai vợ chồng lại đây và gặp gỡ hai người bạn rất là đáng yêu. Và đã được hai bạn nấu cho những món ăn vừa mới lạ mà vừa thân quen mà cả rất là đặc sắc. Hôm nay đây là một cái kỷ niệm rất là đặc biệt cho hai vợ chồng ạ. Huyền Thanh thì cũng xin gửi lời cảm ơn tới chương trình và cũng như là hai bạn. Thực sự cái món này
Và món này cũng rất là ngon, nhưng mà chắc chắn là món này về Huyền Thanh sẽ nấu thử cho chồng ăn. Đúng rồi. Em ơi, bớt dầu mỡ nghe chưa? Lấy cái nồi mà chiên không cần mỡ á. Không có, vợ em hay có cái kiểu là thấy cái gì ngon là về làm thử. Đúng không? Mà dạ, khá ít mà phá thì nhiều. Dạ đúng, phá nhiều ạ. Chúc cho hai vợ chồng luôn tươi trẻ như vậy, luôn yêu thương nhau. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi sẽ được tiếp tục phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.